Chào các bạn nhé, đây là kết quả xét nghiệm âm tính của mình. Rất nhanh thì mình chạy lên phòng khám đa khoa Olympia để mình test giấy. Và ngày mai mình sẽ xuất phát về Hà Nội. Vâng, phòng xa lộ mến chào cả nhà. Thì chiều hôm nay đã là chiều ngày mùng 1 tháng 9 rồi. Và đây có lẽ là những video gần như là cuối cùng của mình trong thời gian này khi ở tại Nha Trang. Hôm bữa mình có nói dự định của mình cho các bạn nghe là sắp tới sẽ có một chuyến xuyên Việt. Nhưng mà không ngờ lại nhanh như vậy các bạn ạ, không ngờ lại nhanh như vậy. Không ngờ có một cú điện bất ngờ lại đưa mình đi xuyên Việt vào cái giai đoạn nhạy cảm này. Đây là một điều không thể lường trước được. Nhưng mà thôi, không sao. Dù sao cũng được đi để ôn lại những kỷ niệm xưa. Sẽ tạm thời xa Nha Trang khoảng 2 tuần. Sẽ rất yêu, sẽ rất thương và sẽ rất nhớ Nha Trang. Rồi, bây giờ mình sẽ đưa các bạn đến phòng khám đa khoa để xin giấy xét nghiệm Covid. Khi mà có giấy âm tính với Covid rồi ấy, thì mình mới có thể được đi. Tuy nhiên bên cạnh giấy xét nghiệm thì cần phải có giấy đi đường và giấy công tác. Thì giấy đi đường và giấy công tác bên công ty bên kia đã lo cho mình rồi. Cái phần còn lại của mình là mình đi, chỉ cần đi test để có kết quả âm tính với SARS-CoV mà thôi. Rồi, mình cua trái vào Lê Thánh Tôn nhá. Mình sẽ vòng về đường Tô Bến Thành để mình test Covid. Ở chỗ bệnh viện quân y 87 cũng có, nhưng mà thôi mình thích ra đây, vừa ra chơi vừa kết hợp quay video cho các bạn xem luôn. Hy vọng là khi mình quay trở lại Nha Trang thì mọi việc đã trở nên là hoàn hảo hơn. Chuyến đi của mình nhanh nhất sẽ là hơn một tuần và chậm nhất có thể là tới một tháng. Rồi, mình sẽ cua trái vào đường Tô Hiến Thành. Rồi, cái chốt chỗ trường Trung học cơ sở Thái Nguyên là vẫn còn các bạn nhé. Trên đường Tô Hiến Thành có một cái phòng khám đa khoa. Và mình sẽ vào đây để test và xin giấy xét nghiệm. Hình như là hôm nay họ nghỉ hay sao, hay là buổi chiều họ không làm. Rồi, hôm nay hiện tại ở chỗ này, đây, phòng khám đa khoa Phúc Sinh, họ đã nghỉ. Vậy là mình sẽ phải chuyển qua một cái bệnh viện khác. Thôi mình sẽ quay về viện 87 thôi. Mình sẽ đưa các bạn về viện 87 gần nhà. Bây giờ định ra Phúc Sinh nhưng mà Phúc Sinh đóng cửa mất rồi.
Chào các bạn nhé, đây là kết quả xét nghiệm âm tính của mình. Rất nhanh thì mình chạy lên phòng khám đa khoa Olympia để mình test giấy. Và ngày mai mình sẽ xuất phát về Hà Nội. Các bạn ơi, phòng khám ở đây thật là tuyệt vời các bạn ạ. Nhân viên thân thiện, cái chú bảo vệ khi biết mình mai đi Hà Nội, chú còn chúc sức khỏe, giữ gìn sức khỏe. Nha Trang có rất nhiều phòng khám, rất may là buổi chiều ngày hôm nay khi mà gần 17 giờ chiều rồi, tất cả các phòng khám đều nghỉ. Và mình được biết thêm một thông tin, đó là hết chiều nay là ngày mai họ nghỉ tới 4 ngày do nghỉ lễ các bạn ạ. Cho nên là chiều hôm nay mà các bạn nào chưa test được thì ngày mai là khả năng là không test được các bạn nhé. Đây là những chia sẻ sau khi mình vừa đi test Covid để lấy mẫu, khi mà có giấy để ngày mai mình sẽ xuất phát về Hà Nội. Hiện tại mình đang chạy trên đường Lê Thành Phương. Có lẽ thì mình về viện 87, thì về viện 87 họ thông báo là như thế. Họ thông báo là sẽ nghỉ 4 ngày và bắt đầu từ ngày mai. Còn các bệnh viện đa khoa và tư nhân khác thì mình không được biết. Cho nên là mình không dám chắc chắn là ngày mai tất cả các bệnh viện đều nghỉ. Bởi vì chế độ của bệnh viện 87, hay còn gọi là bệnh viện quân y 87, thì họ sẽ nghỉ vào những ngày lễ Tết. Bởi vì họ là bệnh viện của quân đội. Còn những mà phòng khám đa khoa hoặc là tư nhân khác, họ cũng có chức năng test, thì họ là của tư nhân, thì có thể họ vẫn làm việc bình thường. Đó là đôi lời tâm sự và chia sẻ của mình. Cảm ơn các bạn nhiều.